Chào bạn, ở đây Tùng có khá nhiều cái đồ tun sửa chữa các bạn nhé. Hộp nâu lưỡi hàn này, thiếc quýt này, lọ đựng nước rửa men này, que đo đồng hồ siêu nhọn này, bộ lưỡi dao làm vỉ mạch này, mỡ kinh bo này, cái chân để gác tay hàn này, kìm bấm này, đồng hồ rẻ tiền này các bạn, 9502/05 này, bàn sửa cái này chống được nhiệt và nước rửa men nhá, có nghĩa là các bạn lấy nước rửa men chùi thoải mái, lấy lửa đốt không cháy nhá. Nhưng đây không phải là hai cái sản phẩm chính mà hôm nay mình muốn giới thiệu, chẳng qua đây là một cái đơn hàng mà khách hàng đặt tất cả những cái thứ này thì mình quay cho các bạn thôi. Dây đồng câu mạch này các bạn, sản phẩm chính của chúng ta ngày hôm nay. À, thêm một cái máy khò này XLT850A, con này là 799k này các bạn, bảo hành 1 tháng này. Cũng không phải là cái sản phẩm chính hôm nay mình muốn giới thiệu đến các bạn. Sản phẩm chính hôm nay mình muốn giới thiệu đến các bạn là một cái thương hiệu khác. Đây các bạn, đây này, thương hiệu Menchanic, đọc tiếng Anh mà sái cả mồm không đọc được, gồm nhíp và lưỡi hàn cùng một hãng. Đây nhá, mình sẽ khui hộp cho các bạn xem vì nó hơi khó khui. Cái này thì đó là 59k các bạn nhé. Đây các bạn, siêu nhọn, cực kỳ đầm tay, tên thương hiệu khắc chìm luôn các bạn này. Đây, mã là ST11. Đây các bạn, chăn bi, chăn kiến, chăn gì chăn, bi quá thì anh em dùng nhảy ốc cũng được nhé. Thêm một cái nữa, cũng cùng một cái thương hiệu này. Đây này các bạn, tên hãng này, hãng này có những cái đầu hàn lên đến hơn 100.000. Còn cái này này, nhìn các bạn nhìn thấy không, 900M TUK. Đây, tên thương hiệu này. Thấy nó cất và đựng vào một cái hộp khá xịn sò rồi đúng không? Bây giờ chúng ta khui ra các bạn nhé, sẽ khá là khó lấy đấy ạ. Đây rồi, đơn giản như đan rổ. Lưỡi hàn loại nhỏ nhá, dùng cho anh em sửa laptop, hàn IO thì cực kỳ phê. Mình đang quay tối, vậy là những cái khắc chìm khẳng định tên thương hiệu đây chắc là không thể bắt nét cho các bạn được rồi. Đây các bạn này, lưỡi hàn dao loại nhỏ. Cái mã này mua số lượng cũng 59.000 các bạn nhé. Dùng bao sướng nha các bạn. Nó chăm chút đến cả ngoại hình của hộp đựng hàng thì các bạn biết thế nào rồi đúng không ạ? Sắp tới mình sẽ có rất nhiều cái mã lưỡi hàn rất đắt tiền và que đo hay là nhíp rất đắt tiền. Các bạn cứ để ý kênh No2 có gì ủng hộ mình nhé.